Trời ơi, hoa nhiều quá anh chị ơi. Có anh chị nào yêu thích sưu tầm những dòng móng rồng trắng không mọi người? Đây là một cái vòng hoa mà hoa lan Nhi Phong đang nhận được sự quan tâm rất là lớn của các anh chị. Đầy phát hoa, rất là mê mệt luôn. Và hôm nay em giới thiệu cho mình là lô hàng phi 18 nha cả nhà ha. Với hàng phi 18 thì anh chị nào mình muốn chơi Tết, mình muốn sẵn vòi hoa vậy nè, để mình chơi Tết Tây nè, hoặc là mình chơi Tết ông táo nè, bên em có đầy đủ cho các anh chị mình lựa chọn ha. Ngoài ra thì trong lô hàng móng rồng trắng này thì em có những cái size chậu cho anh chị mình chơi hàng Tết Nguyên Đán. Đây là những cái lứa hoa nè, nó có nhiều lứa giai đoạn hoa ha. Đây là vòi dài, rồi có thêm cho mình những cái vòi ngắn để cho các anh chị mình chơi Tết. Và đặc biệt ở lô hàng này, anh chị nào không biết kích hoa mình cũng mua được, tại vì nó đã có sẵn vòi cho các anh chị mình hết rồi, rất là đẹp luôn. Vòi lớn, vòi nhỏ có đủ size để cho các anh chị mình lựa chọn. Rồng trắng là một dòng dendro nắng các anh chị, nó có độ bền hoa rất là cao luôn. Đây, vòi vừa bền hoa nha, mà vắt hoa của nó rất là siêu dài. Rồng trắng thì các anh chị mình thấy nó sẽ khác với lại móng rồng vàng của mình một xíu, là nổi bật hơn. Của nó là nền màu trắng với lại cái tai của nó là màu vàng rực rỡ luôn. Cánh của nó sẽ nhuyễn hơn móng rồng một chút ha mọi người. Móng rồng thì các anh chị mình nhìn sẽ có độ sáng hơn, còn cái anh rồng trắng này thì nó sẽ có độ căng bay và siêu bền hoa. Một chậu rồng trắng to bự như em đang cầm trên tay nè, anh chị mình có thể lựa vòi ngắn, vòi dài, vòi đan hoa, 2-3 vòi đổ lên nha. Với mức giá chỉ có 220.000 thôi, mình được bao phí ship. Và đây chính là những cái chậu mà em muốn gửi tới cho các anh chị mình chơi trong dịp Tết 2024. Hy vọng là sẽ được các anh chị mình ủng hộ.